Rắn, chúng gợi lên nỗi sợ hãi, sự mê hoặc và rất nhiều quan niệm sai lầm. Nhưng có phải tất cả các loài rắn đều nguy hiểm? Bạn có thể nhận biết được con rắn độc chỉ bằng vẻ bề ngoài của nó không? Video này, chúng ta sẽ làm sáng tỏ những huyền thoại và khám phá sự thật về loài bò sát đáng kinh ngạc này. Cùng xem xét sự khác biệt giữa rắn độc và rắn không độc, cũng như tách biệt sự thật với hư cấu. Chúng ta sẽ khám phá những đặc điểm, hành vi độc đáo của chúng và vai trò quan trọng của chúng trong hệ sinh thái của tự nhiên. Có một niềm tin vẫn tồn tại trong một số chúng ta rằng tất cả các loài rắn đều có nọc độc. Nỗi sợ hãi lan rộng về rắn thường bắt nguồn từ quan niệm sai lầm rằng tất cả chúng đều sở hữu nọc độc đáng sợ. Tuy nhiên, điều này là sai sự thật. Trên thực tế, phần lớn các loài rắn trên thế giới đều không có nọc độc. Chúng không có tuyến nọc độc hoặc răng nanh được thiết kế để tìm chất độc. Rắn độc đại diện cho một phần nhỏ trong tổng thể các loài rắn. Nọc độc tiến hóa chủ yếu để săn mồi, làm bất động và khuất phục con mồi. Mặc dù rắn độc có thể đe dọa con người, nhưng điều quan trọng bạn cần nhớ là hầu hết các cuộc chạm trán với rắn đều kết thúc trong vô hại. Trong khi đó, phần lớn các loài rắn đều không có nọc độc và chúng rất quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái. Nhiều loài rắn trong số này là những thợ săn động vật gặm nhấm lành nghề. Chúng giúp kiểm soát quần thể các loài động vật có thể phá hoại mùa màng và lây lan dịch bệnh. Chúng cũng đóng vai trò là con mồi cho các loài động vật khác, góp phần tạo nên mạng lưới thức ăn phức tạp trong hệ sinh thái của tự nhiên. Bằng cách kiểm soát quần thể loài gặm nhấm và đóng vai trò vừa là kẻ săn mồi, vừa là con mồi, rắn không độc là những nhân tố đóng góp thiết yếu cho sức khỏe và sự ổn định của môi trường nơi chúng tồn tại. Vì vậy, lần tới khi bạn nhìn thấy một con rắn, đừng tự động cho rằng nó có nọc độc. Hãy dành chút thời gian để đánh giá cao những sinh vật thường bị hiểu lầm này, vì những dịch vụ sinh thái quý giá mà chúng mang lại. Một trong những huyền thoại phổ biến nhất về rắn độc là tính hung hãn của chúng. Nhưng sự thật thì ít kịch tính hơn nhiều. Rắn độc không phải là loài sinh vật hung hãn bẩm sinh đang tìm kiếm con người để tấn công. Nọc độc của rắn có tác dụng như một công cụ thay vì vũ khí. Thứ công cụ này phục vụ hai mục đích chính, săn bắt và phòng thủ. Đó là một công cụ chuyên dụng cao dùng để khuất phục con mồi hoặc ngăn chặn kẻ săn mồi. Nó không phải là công cụ gây hấn ngẫu nhiên. Trong hầu hết các trường hợp, rắn độc thích tránh các cuộc chạm trán trực tiếp với con người. Nếu được lựa chọn, những con vật này thường chọn cách rút lui thay vì đối đầu. Chúng thường là những sinh vật nhút nhát và bí mật, thích ẩn mình hoặc ngụy trang vào trong môi trường tự nhiên. Chỉ khi cảm thấy bị đe dọa hoặc không còn lối thoát, loài bò sát này mới dùng đến các biện pháp phòng thủ. Nhiều loài rắn độc đã phát triển các tín hiệu cảnh báo để truyền đạt sự lo lắng và tránh xung đột không cần thiết. Có thể kể đến một vài ví dụ như rắn đuôi chuông rung đuôi, tạo ra âm thanh lạch cạch đặc trưng, cảnh báo rõ ràng về các mối đe dọa tiềm ẩn. Rắn hổ mang phồng chiếc đầu của chúng lên, hiển thị cảnh báo trực quan ấn tượng. Những tín hiệu này giúp con người và các động vật khác có cơ hội rút lui an toàn. Chúng ta có thể chung sống hòa bình bằng cách nhận ra rằng rắn độc vốn không hung dữ và hiểu được các tín hiệu cảnh báo của chúng. Điều quan trọng là cần phải tôn trọng không gian của những con vật e dè này, tránh khiêu khích chúng và đánh giá cao vai trò của chúng trong hệ sinh thái. Rắn độc có thể dễ dàng được xác định là một quan niệm sai lầm phổ biến khác. Nhiều người nghĩ rằng các đặc điểm cơ thể nào đó có thể giúp chúng ta nhanh chóng xác định được một con rắn có độc hay không. Mặc dù một số loài rắn độc sở hữu những đặc điểm đặc trưng như đầu hình tam giác, con người dạng khe hoặc hố cảm ứng nhiệt, nhưng những đặc điểm này không phổ biến và cũng không dễ để một người không chuyên có thể nhận ra. Có những trường hợp ngoại lệ ở các loài có nọc độc và một số loài rắn không có nọc độc, thậm chí có thể bắt chước những đặc điểm này như một cơ chế phòng vệ. Chỉ dựa vào các đặc điểm vật lý có thể dẫn đến những sai lầm trong việc xác định. Ví dụ, một số loài rắn vô hại có thể tạo ra kiểu đầu dẹt thành hình tam giác khi bị đe dọa, bắt chước hình dáng của một loài có nọc độc.
Tương tự, một số loài rắn độc có thể có đồng tử tròn thay vì các khe dọc thông thường. Đặc điểm của rắn độc có thể thay đổi đáng kể tùy theo khu vực. Các loài khác nhau đã tiến hóa để thích nghi độc đáo với môi trường cụ thể của chúng, dẫn đến nhiều hình dạng khác nhau. Cơ sở đáng tin cậy nhất để xác định một loài rắn nào đó là rắn độc chỉ có thể bằng cách nghiên cứu các loài cụ thể được tìm thấy trong khu vực của bạn. Làm quen với các dấu hiệu, hành vi và môi trường sống riêng biệt của chúng. Nếu bạn gặp một con rắn và không chắc chắn về danh tính của nó, tốt nhất bạn nên thận trọng và tránh chạm vào nó. Hãy nhớ rằng việc nhận dạng đúng cách là rất quan trọng cho sự an toàn của bạn cũng như của con rắn. Giáo dục bản thân về các loài rắn trong khu vực của bạn cho phép bạn đánh giá cao sự đa dạng của chúng, đồng thời đảm bảo cuộc gặp gỡ an toàn và tôn trọng. Mặc dù thường không được xem trọng và hay bị bỏ qua, nhưng những loài rắn không độc lại là những loài đóng góp quan trọng cho sức khỏe hệ sinh thái của các khu vực tự nhiên nơi chúng sống. Những con vật này đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dịch hại bằng cách săn bắt các loài gặm nhấm, loài có thể truyền bệnh cho người và vật nuôi, đồng thời gây thiệt hại đáng kể cho cây trồng. Bằng cách kiểm soát quần thể loài gặm nhấm, rắn không độc giúp bảo vệ tài nguyên nông nghiệp và giảm nguy cơ lây truyền bệnh tật. Một số loài rắn không có nọc độc như rắn vùa đã phát triển chế độ ăn đặc biệt, bao gồm cả một số loài rắn độc. Chúng giúp điều chỉnh quần thể của những loài bò sát tiềm ẩn nguy hiểm này, góp phần tạo nên một hệ sinh thái cân bằng. Sự săn mồi tự nhiên này đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định sinh thái. Ngoài vai trò là loài săn mồi, nhiều loài rắn không độc còn gián tiếp mang lại lợi ích cho sự phát triển của thực vật bằng cách đào hang trong đất. Chuyển động của chúng tạo ra các đường hầm và túi khí, cải thiện khả năng thông khí của đất và khả năng thấm nước. Điều này vô tình thúc đẩy sự trao đổi chất của rễ và tăng cường sự phát triển của thực vật, mang lại lợi ích cho cả hệ sinh thái tự nhiên và cảnh quan nông nghiệp. Những con rắn không có nọc độc thường bị lu mờ trước những đồng loại xấu xa của chúng. Nhưng tầm quan trọng trong sinh thái của vị anh hùng thầm lặng này là không thể xem nhẹ. Chúng là những người kiến tạo âm thầm của môi trường, đóng góp lớn vào sức khỏe và sự cân bằng của hệ sinh thái thông qua việc kiểm soát sâu bệnh, săn mồi tự nhiên và cải tạo đất. Bằng cách nhận ra vai trò quý giá của chúng, chúng ta có thể thay đổi quan điểm cũng như sự đánh giá cao hơn đối với những sinh vật bị hiểu lầm này và đảm bảo việc bảo tồn chúng vì lợi ích của động vật hoang dã và con người. Và nếu bạn gặp một con rắn trong môi trường hoang dã hay ở ngay sân sau nhà bạn, có một nguyên tắc vàng rất đơn giản. Hãy để nó yên. Rắn thường không hung dữ với con người và có xu hướng cố gắng tránh tương tác. Việc cho chúng không gian và tôn trọng hành vi tự nhiên của chúng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ xảy ra một cuộc gặp gỡ tiêu cực. Hãy giữ khoảng cách nhất định khi bạn phát hiện ra một con rắn. Bạn đừng cố gắng tiếp cận hay khiến nó cảm thấy không được an toàn. Hầu hết các loài rắn sẽ tự rút lui nếu có cơ hội. Nếu con rắn đang cản đường bạn, hãy bình tĩnh lùi lại và đợi nó rời đi. Trong trường hợp bạn bất ngờ gặp phải một con rắn, hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Những chuyển động đột ngột có thể khiến con rắn giật mình và kích hoạt phản ứng phòng thủ. Quan sát con rắn từ một khoảng cách an toàn, chú ý đến hình dáng và hành vi của nó. Thông tin này có thể hữu ích nếu bạn cần xác định loài sau này. Trong trường hợp hiếm hoi, nếu bạn không may bị rắn cắn, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Ngay cả khi bạn không chắc liệu con rắn đó có nọc độc hay không, đừng cố bắt hoặc giết con rắn vì điều này có thể nguy hiểm và cản trở nỗ lực nhận dạng. Hãy nhớ rằng hầu hết các cuộc chạm trán với rắn đều vô hại nếu bạn tôn trọng không gian của chúng và tuân theo những nguyên tắc an toàn đơn giản. Chúng ta có thể dành sự tôn trọng cho những sinh vật hấp dẫn này bằng cách chung sống hòa bình với rắn trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho chúng ta. Và như bạn đã thấy, thế giới của loài rắn vô cùng đa dạng và nhiều sắc thái hơn so với những gì chúng ta có thể thấy được. Rắn độc và không độc đóng vai trò thiết yếu trong hệ sinh thái của chúng ta,
và việc hiểu được sự khác biệt là điều quan trọng để chung sống hòa bình với những sinh vật đáng chú ý này. Lần tới, nếu có cơ hội gặp gỡ một con rắn, hãy thận trọng quan sát chúng. Bạn có thể sẽ tìm thấy những điều thú vị mà trước đó có thể bạn chưa nhận ra. Và bạn nghĩ sao về sự tồn tại của loài bò sát đáng yêu này? Để lại quan điểm của bạn dưới phần bình luận nhé!